Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, chương trình chào anh. Chào chương trình, chào chương trình, chào Minh Hoàng phải không? Dạ. Chào Minh Hoàng cũng như ekip thực hiện cái chương trình mảnh ghép yêu thương ha. Dạ. Rồi anh chào quý vị khán giả cộng đồng mạng nha anh. Chào cộng đồng mạng trong nước, ngoài nước, một lời chào chân thật nhất. Rồi, cảm ơn anh. Anh cho mọi người biết anh tên gì nè, sinh bao nhiêu và đến từ đâu anh? Đây, lần đầu tiên tôi lên chương trình có gì sơ sót mong anh em với lại cộng đồng thông cảm nha. Dạ. Tôi xin giới thiệu bản thân, tôi tên là Lê Minh Hoàng, 62 tuổi, sinh 1952, ngụ ở đến từ Thủ Thừa, Long An. Lê Minh Hoàng, Lê Minh Hoàng. sinh năm 1962, năm nay anh Hoàng 62 tuổi ha, đến từ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Dạ. Rồi anh Hoàng nè, anh có đồng ý cho phép chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương sử dụng hình ảnh của anh đăng lên mạng xã hội không anh? Đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân anh Hoàng yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được anh ha. Đồng ý. Anh Hoàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Đồng ý luôn. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Anh Hoàng nè, bây giờ anh có thể cho mọi người biết chút xíu về cái tình trạng hôn nhân của anh không? Tôi thì vấn đề xin là nói là cái vấn đề về gia cảnh là song thân thì cũng không còn, vợ thì mất nay 11 năm 2013, Anh chị có được bao lâu? Anh nói đi, hai anh chị rồi được rồi bao nhiêu người con? có hai tôi có hai thằng trai, chưa có nào có vợ hết trơn á. Dạ. Thằng lớn 30 đi làm tự lo, còn thằng nhỏ thì 20 còn đang theo học chương trình hệ đại học. Dạ. Hiện tại ở Thủ Thừa là nhà của anh Hoàng luôn ha. Dạ. Anh trong cái nhà này anh ở chung với ai nữa Tôi ở với lại thằng nhỏ. không? Dạ. Trời, anh Hoàng nè, anh đang sinh sống bằng công việc gì anh? Tôi sống bằng nghề chăn nuôi, À, nuôi gà, nuôi gà thả vườn á. gà gà thả vườn á anh. Anh nuôi số lượng nhiều không? Cũng tương đối, bán quanh năm. Thu nhập ổn không anh Hoàng? Thu nhập thì không cao nhưng mà ổn định, Trung bình cũng có một tháng bán gà mỗi tháng vậy kiếm được lãi 10 triệu chắc được, tại vì cái sinh hoạt giờ nó cũng cao mà phải có mức độ cỡ đó mới đủ sinh hoạt, với lại về mặt tài chính tôi độc lập, cái chi tiêu rồi mấy nhỏ không có nào giúp hết đó, bản thân tôi phải đại khái vậy. Trời. Cái em nhỏ 20 tuổi đó đó rồi anh còn còn giúp cho cháu đi học không? Có mới học năm thứ hai à. Rồi ngoài cái công việc nuôi gà ra anh còn có đất đai gì không? Không, Nhà anh to không? Anh nuôi gà có vườn hả? có vườn chứ, nhà cái diện tích chắc cũng gần 2.000 m2, 2.000 m2 cũng 2 công á anh. hay không khổ á, Thổ không á hả? thổ Ồ, 2.000 m2 thổ nhiều tiền lắm à. không này của bà già để lợi chứ tôi đâu có.
Rồi tối ngày anh ở nhà để nuôi những con gà thả vườn vậy ha. Thì công việc tôi nuôi gà, bán luôn, bán lẻ luôn á. Ở lối sớm lại mua lẻ bán luôn. À, nói sớm rồi mấy người mình, tại vì tôi nuôi nay khoảng 10 năm rồi, từ khi vợ tôi mất á, thành ra tôi nuôi tới giờ, thành ra nó thời gian lâu rồi, mối mang rồi các thứ, rồi bạn hàng rồi này nọ đại khái rồi tôi nó hình thành, thành ra bán lẻ ra tối ngày nào cũng có bán, đại khái vậy. Rồi, nói chung là ngày nào cũng có tiền ha. Cũng ra vô ít nhiều vậy, đại khái. Anh có thích rượu bia À, cái rượu bia cũng có chút đỉnh, ví dụ như những tiệc tùng đồ hoặc là đám tiệc là ví dụ như cần thiết vậy thôi, chứ còn cái làm nghề này thì cũng có hạn chế lắm. cà phê thuốc lá thì có hả? Nói chung là cà phê rượu thuốc men gì tôi cũng có hết trơn á, nhưng mà đại khái là chừng mực, Có nghĩa là đại khái vậy. không có cái gì quá À, không gì quá, ha. Anh Hoàng cao bao nhiêu anh? cao mét khoảng tầm khoảng mét 7, mét 72 gì đó, Cũng cao dữ rồi ha, cân nặng anh cao ăn 80 trở lại. tháp chục trả Nhưng lời mà cao mét mấy hai tôi có một cái là tôi không có bụng nha. à, không có bụng cao mà ngon ha. Đâu anh đứng lên thử coi. Quá men luôn. Rồi, ok, cảm ơn anh. À, 62 tuổi mà được cái sức khỏe này rồi cái vóc dáng như thế này thì cũng chuẩn rồi ha. Chắc có lẽ vì công việc mình thức khuya dậy sớm ha, rồi canh rồi chăm sóc cho những con gà rồi rượt gà riết người nó chắc ha. Rồi Nói chung là cái dạng như cái như bắt buộc mình phải lao động vậy đó, thành ra mình cũng vận động rồi này nọ, thành ra cơ thể mình không phải là tập thể dục nhưng mà buộc mình phải phải tập thể dục vậy. Rồi anh Hoàng nè, vợ anh mất cũng lâu rồi ha. Tắt đi anh, tắt tắt đi anh. Vợ anh mất nay cũng cũng hơi khá lâu rồi ha. Anh bán gà thường xuyên vậy đó, có cái bà mối gà nào tới mà cua anh không? Thì cũng rảnh rảnh thôi, chứ còn cái tại vì mình muốn bán phải độ, phải có độ chuẩn á, nhắm được thì mình mới ấy, chứ còn mình không dám mà nói như dạng như là mình ghẹo chọc hay này nọ các thứ, nó không khéo rồi nó người ta có cái tiếng tăm rồi này nọ các thứ, mình mua bán khó, tôi nghĩ Rồi. gì đó. Ở bên ngoài anh đi ra bên ngoài nhiều khi đi đám tiệc đi uống cà phê đâu có quen cô nào Thì cái dạng trước khi giật mắt á, thì có cái là thời gian đầu á, thành ra cái dạng như tôi rối á, khủng hoảng luôn á, cái thằng lúc đó còn nhỏ mới học lớp 3, thành ra có cái tôi cũng lập trường hoặc là này nó cũng muốn quen này nọ thứ, nhưng mà cái lúc đó mình lập trường mình nó tự nhiên mình khủng hoảng đó, ra có cái cũng có quen vài ba người, nhưng mà đại khái là thời gian ngắn á. Rồi có người mình cảm thấy nó không có thích hợp là một, cái thứ hai là quen như vậy nó... lúc đó là lập trường mình đại khái vậy đó, tư tưởng mình nó chưa có chuẩn đại khái vậy Anh đó Hoàng nè, anh thích dùng từ đại khái ra. quá ha. Cái chữ đại là nó lớn, còn khái là gì, khái niệm hả? Cái khái niệm mình quá lớn hay sao? À, đại khái như mình nói vậy cho nó nôm na vậy đó, đại khái như còn cái mình diễn tả hết thì cũng khó. Gộp lại vậy đi À, ha. nói đại khái vậy đi, thì cũng như có quen nhưng mà có cái là mình thấy không có tiếng nói chung, rồi như là thôi mình đường ai nấy đi, với lại là cái vấn đề là cái sức ép gì, cái áp lực gì cuộc sống đó, thành ra đôi lúc mình cũng Cũng không cũng muốn bỏ qua không muốn. Nhưng mà về đoạn sau này mình thấy mình lớn, mình mấy đứa nhỏ thì nó đi rồi, cái bắt đầu mình thấy nhà hiu quá đó, mình ngẫm nghĩ có lên chương trình thấy nó có
tìm mong tìm một người nào nó thích hợp, nó phù hợp với mình để mình như chia sẻ rồi mình gắn bó lâu dài vậy, gì đoạn sau vậy. Anh xem chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương lâu chưa? Tôi cái về vấn đề này tôi cũng thỉnh thoảng vậy đó, tôi coi trên YouTube á, có khả năng là nó quay lại quay tới quay lui đại khái vậy đó. Thành ra như tôi thấy cũng nhiều trường hợp này nọ các thứ, ví dụ như tôi có thấy cái cô gì đó mà ở ta ở Bình Chánh mà cần 50 chai đó ví dụ như, như ông Nguyễn Văn Bảy thợ hồ mà cần mà muốn làm quen cô Việt Kiều, rồi thỉnh thoảng tôi thấy chương trình vậy thôi. Vậy là anh xem cũng khá là lâu ha, mới thấy được những cái video đó ha. Những cái video đó Tại cũng lâu lắm rồi. với lại tôi mua bán gà rồi nuôi chăn nuôi cái giai đoạn mà trước Tết đồ nó lu bu lắm, thành ra có cái giai đoạn sau qua Tết rồi nó công chuyện nó nhàn rồi tôi mới lục cái giấy, chứ tôi làm giấy này lâu rồi, gần 6 tháng rồi. Ở nhà có sắm dàn karaoke gì không, lo kẹo kéo gì không? À đó không có anh đây. Không có ha, thì mình khủng hoảng rồi lo nuôi rồi nó Tôi bán. thỉnh thoảng có đi họp mặt lớp đồ vậy, hoặc là Học mặt lớp tình bạn học trò ngày xưa hả? thì đó các bạn phổ thông rồi vậy đó, Cũng còn giữ được hoặc cái là giữ được cái truyền thống học mặt anh em ha. với lại cựu chiến binh rồi vậy đó, đại khái cái những tổ chức vậy đó, mình có đi họp rồi vậy. Anh cũng có cũng đã từng đi bộ đội rồi hả? À tôi đi bộ đội năm 80 cái nghĩa vụ quân sự. Hèn chi có học mặt hội cựu chiến binh ha. Rồi mỗi lần học mặt vậy anh có tham gia hát hò gì với anh em không? Thì đại khái cái ca hát thì của mình cũng phải sở trường, nhưng mà đại khái tinh thần thì có diễn phát, tại vì cái dạng như Đâu xong bây tổ giờ, chức này nọ các thứ trước đây rồi đấy. đâu bây giờ hát tặng quý vị khán giả bản nào yêu anh yêu thích được không? Được. Rồi dứt. Cái này gu này chịu nè. Rồi hát bài gì nè, giới thiệu. Rồi Tôi giới thiệu luôn nha. giới thiệu luôn tự. À, tại vì có một cái máy thở mình đã được Rồi chương trình rồi giao cho anh cũng Hoàng nữa đó. phải không anh Bạn? Giao cho anh Bởi tôi mới lên chương rồi giao cho anh làm MC luôn đó, giới thiệu đi. trình của ông đó. Tôi xin hát một bài hát mà cũng ít nhiều kỷ niệm nha, trong cuộc đời nó cũng ít nhiều kỷ niệm, chứ còn cái cũng không có thích phàm phào nhiều, hơi nói dông dài chút nha. À, tôi xin hát cái bài hát nói về một phóng viên nhà báo người Nhật Takano đã ngã xuống ở Lạng Sơn, biên giới phía Bắc năm 1979. Bài hát do Phó Đức Cường sáng tác mang tên là Takano, nhân chứng quả cảm. Rồi cái bản này em cũng chưa từng nghe qua, nhưng bây giờ hôm nay sẽ được nghe anh Hoàng hát nè. Đó giờ giao MC cho anh luôn á, rồi tự dứt luôn đi. Rồi. Xin hát về người con của đất nước, tiếc chăng cù si hùng vĩ anh đến với quê tôi trong những ngày lửa khói, tấm lòng anh tươi thắm như hoa anh đào hè nở, vinh quang thuộc về anh, người chiến sĩ đã hy sinh vì chân lý, giống máu ấm tình người anh hiến dâng cuộc sống, vượt không gian anh đi, băng suốt thời gian anh đi, ngàn sông thu danh nguy anh không hề ngơi nghỉ. Isayotakano đến với dòng sông nơi anh ra đi ngày ấy. Isayotakano
Chiều nay tôi đứng đây nghe lưng trời gió nổi. Ôi! Rồi, một bài hát mới nghe cũng thấy là lạ ha, nhưng mà của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương viết thì cũng rất là hay. Mà em nghe anh Hoàng hát cái gì mà có cano trong đó nữa, chở ông đi à? Rồi, cảm ơn với ca khúc cái tựa rất là dài luôn không nhớ. Anh đã tặng quý vị khán giả ha. Rồi hôm nay anh Hoàng nè, anh gọi đến cho chương trình, anh muốn chương trình giúp gì cho anh? Hôm nay tôi lên chương trình muốn chương trình giúp cho tôi kiếm một người bạn gắn bó, là hy vọng phù hợp thích hợp để phù hợp gắn bó lâu dài về giai đoạn sau á. Dạ, rồi. Anh Hoàng muốn cái mẫu người phụ nữ như thế nào mới hợp với cuộc sống gia đình anh? Nhất là phụ nữ đó thì tao cũng như là tương đối đi. Đại khái không mập chút đỉnh mà ốm chút đỉnh cũng được, nhưng cũng tương đối, với lại là người đó phải có độ chuẩn nhất định. Độ chuẩn như thế nào anh? Độ chuẩn như là đại khái mình nói diễn tả hết cũng không hết được, nhưng mà đại khái cũng biết trên dưới rồi, biết cách này cách nọ đại khái vậy. Có nghĩa là phải có tấm lòng bao dung, phải biết kính trên nhường dưới, phải không? Rồi, đúng rồi. Chiều cao cân nặng thì anh cũng nói là đại khái là cũng dễ nhìn là được ha. Rồi công việc, công an việc làm, nhà cửa của cô đó thì như thế nào anh Hoàng? Người đó thì như là cũng có công việc đi, công việc làm ổn định đi, đại khái trước mắt là như gạo thổi từng cơm hay gì đó, đại khái. Góp, ý anh muốn góp gạo thổi cơm gì đó. Góp gạo thổi cơm ha. Rồi mình từ từ mình tiến tới vấn đề cho nó hợp với gia đình đâu đó các thứ, rồi mình mới tiến thêm bước nữa. Rồi bây giờ nếu mà chị không có nhà thì về sống chung với anh được không? Được. Nhà anh quá rộng mà, 2000 mét vuông mà. Mình mong. Mình mong về đây ở với anh rồi hai ông bà cùng nhau chăn gà với rượt gà. Không à, phụ đi bán gà rồi. Phụ gà. Có mấy buổi chiều nào đó ra rượt gà không được thì bà rượt ông rượt bà. 2000 mét vuông đó chạy là mệt mỏi luôn. Gần 2000 à, chứ không tới, khoảng chừng 7. Nhưng mà bây giờ đất nó đứng rồi ha, nếu mà đất mà có giá, đất thành giá trị lắm. Anh ở Thủ Thừa mà anh ở có nằm ở cặp quốc lộ không? Tôi ở thì cũng dạng cách cách thị trấn á. Tôi thuộc dạng hộ khẩu thị trấn đó. Nhưng mà cách thị trấn á. Cách thị trấn bao xa? Trấn thì chắc chừng không tới cây đâu, chừng 500 thước. Vậy là cũng mặc lộ nhựa lớn mà anh Hoàng ha. Ở cái cặp sông á, bờ rồi, kè. Rồi, rồi, rồi. Ở cũng thường có bờ kè đó. Rồi, cái chuyện này nó quá dễ mà. Rồi còn những cái anh muốn ở cái cô đó đừng có những cái gì, hoặc là có những cái gì anh cứ đưa ra cái tiêu chí của mình đi để các chị dễ dàng nắm bắt được và kết nối với anh. Những cái ví dụ như tiêu chí thì dạng như mình nói thì mình nói vậy, nhưng mà nhiều khi có những người mà nó cũng phải có cái ngoại lệ khi mình tiếp xúc, mình phải thích, nó cũng phải vượt qua cái đó. Nhưng mà có cái là mình nói đại khái đi nha, là người đó khoảng nhỏ hơn khoảng 50 tuổi, 50 trở lên mà 55 trở lại, như vậy về tuổi tác. Còn tính cách thì mình thấy cũng như đã nói bình thường thôi, cũng đâu có gì, tại vì có cái mình đã giai đoạn này là cái dạng như cần cái tình cảm với lại cách sống vậy thôi. Ví dụ như
Anh có thích mấy chị mà ví dụ như mà cũng có cái tánh hơi ví dụ như thích mua sắm nè, hay là thích những cái trò hơi đen đỏ đó, như thế này như thế kia, anh phải đưa ra cái tiêu chí để các chị biết, các chị nào không có thì đến, còn có thì thôi, đó như vậy đó. À lại khá là những cái tai nạn này thôi đi, không thích hợp đâu, tôi không thích chuyện đó. Mà còn vấn đề đó, dạng nhưng tôi nghĩ trong tôi thích hợp với là những phụ nữ đơn thuần, bình thường đơn thuần, với lại là cũng không có màu mè xe xua là những cái. Ví dụ như giờ chị đó làm với những cái công việc bình thường, ví dụ như là chị đi làm công nhân nè, hay là đi bán vé số nè, hay làm như các chị lao công nè, nhưng mà nằm ở trong cái tiêu chí của anh thì anh có chấp nhận không? Tôi nghĩ những chuyện đó cũng bình thường thôi. Đó, nếu thì ok thì các chị sẽ rất là nhiều luôn á, đến nhà anh là cùng anh nuôi gà nè, rồi rượt gà, rồi bán Đúng gà. Thì quả thật là tuyệt vời rồi, còn gì nữa đúng rồi. không? Rồi bây giờ anh có cái lời nào gửi đến cho quý chị chuẩn bị kết nối với anh nè. Như chị em nào mà xem chương trình thấy tôi phù hợp á thì chủ động á, chứ còn tôi cũng thoải mái thôi, nhưng mà có cái gì phải có quá trình rồi mình tìm hiểu cho thích hợp, tại vì mình lớn rồi thành ra phải có cái thích hợp phù hợp nhất định nào đó vậy thôi. Rồi các chị ở trong cái độ tuổi từ 50 tới 55, các chị nào mà nằm trong cái tiêu chí như cái lời nói của anh Hoàng nãy giờ á, thì các chị hãy nhanh tay lên bắt máy gọi đến số chương trình, thì chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị có một cuộc gặp gỡ giao lưu, trò chuyện tìm hiểu với nhau. Sau đó thì nếu thấy hợp thì anh chị về ra ngoài, hay là anh chị tự cho số với nhau về nhà tìm hiểu ha. Tiến tới được thì báo chương trình sẽ chúc phúc cho anh chị. Nhưng mà chị nào muốn đến với anh Hoàng thì nhất định phải lên sóng, ngồi trực tiếp giống như hai anh em chúng tôi trò chuyện nãy giờ thì mới có cơ hội kết nối với anh Hoàng. Đúng không anh Hoàng? À, đúng rồi. Rồi bây giờ anh Hoàng chào quý vị khán giả để anh em mình kết thúc chương trình ha. Chào cộng đồng mạng, có gì thông cảm nha, với lại chương trình có gì thông cảm nha, lần đầu tôi lên đó. Thôi tạm biệt nha. Tôi thấy ông nuôi gà rượt rượt gà là tôi khoái rồi đó. Rồi khách hàng là điện điện thoại đó, với lại người ta vô đó mấy chó sủa đó. Rồi Tôi có cuộc sống đảm bạc ông ơi, với lại là như là hợp lý á, đại khái là con người sống lối sống tích cực lành mạnh á, đại khái vậy. rồi trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.